Anh Thơ vừa đại gia Bình Minh hai lần bảo vệ chồng trước ồn ào ngoại tình, ứng xử rất cao tay. Đối diện trước thông tin diễn viên Bình Minh ngoại tình, doanh nhân Anh Thơ gây bất ngờ vì sự điềm đạm, trả lời báo chí một cách rất khôn khéo. Không chỉ giữ thể hiện cho chồng, đây được xem là cách dằn mặt hiệu quả đối với những bóng hồng có ý định vê vãn ông xã. Năm 2008, cuộc hôn nhân của diễn viên Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ nhận không ít bình luận trái chiều. Thời điểm ấy, Bình Minh là ngôi sao triển vọng của showbiz Việt với ngoại hình nam tính, chiếm sóng dày đặc từ điện ảnh, thời trang cho đến lĩnh vực MC. Ngược lại, bà xã Bình Minh không hoạt động trong ngành giải trí, cô bị chê lớn tuổi, kém sắc mỗi khi sánh đôi với chồng trẻ. Có chồng đào hoa, tài năng, lại thường xuyên tiếp cận phái nữ. Vì vậy, trong 14 năm bên nhau, Bình Minh nhiều lần vướng tin đồn có tình cảm với đồng nghiệp. Tuy nhiên, khi đối diện với dư luận tiêu cực, doanh nhân Anh Thơ luôn là người đứng ra dẹp loạn, sắp xếp mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Năm 2010, Bình Minh bị đồn có quan hệ ngoài luồng với ca sĩ Thanh Thảo. Sự việc bắt nguồn từ việc cặp đôi đóng MV chung với nhau. Liên tiếp sau đó là những khoảnh khắc tình tứ trên mức tình bạn được lan truyền. Đến giữa năm 2011, giọng ca Búp Bê thừa nhận trên mặt báo rằng từng có quan hệ tình cảm với Bình Minh. Thanh Thảo cũng cho biết thêm, nội dung MV Người Thứ Ba chính là nói về tình yêu của cô. Trước sự quan tâm quá lớn của giới truyền thông, bà xã Bình Minh thời điểm đó cho biết chị đã đọc thông tin Thanh Thảo thừa nhận về mối quan hệ với chồng mình. Tuy nhiên, chị hiểu rõ những mối quan hệ của chồng và không muốn đôi co về việc này. Tôi không muốn rơi vào guồng máy cứ nói qua nói lại sẽ gây sự nhàm chán cho độc giả, Anh Thơ cho biết. Về phía Bình Minh, nam diễn viên một mực khẳng định hai vợ chồng vẫn đang rất hạnh phúc. Anh bày tỏ, đã làm nghệ sĩ thì không tránh khỏi thị phi, đồng thời tỏ ý không quan tâm trước những vòng xoáy mà người khác tạo ra. Cùng thời điểm này, Bình Minh và Anh Thơ đập tan tin đồn rạn nứt khi tay trong tay đến sự kiện. Soái ca U40 không ngại chăm sóc ga lăng với người bạn đời. Được biết, Thanh Thảo sau đó đã nhiều lần gửi lời xin lỗi đến Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ, cảm thấy rất áy náy sau lưng sườn. Đến năm 2017, khi nhắc lại sự cố quá khứ, Thanh Thảo nói lời triết lý gửi đến các chị em. Tạo ra mất mát cho người khác thì cuối cùng người mất mát nhiều nhất chính là mình. Trùng hợp thay, nhân dịp kỷ niệm 9 năm bên nhau, doanh nhân Anh Thơ cũng gửi lời ẩn ý đến Bình Minh. Cô viết, còn là vợ chồng ngày nào sẽ còn trọn đạo với nhau ngày ấy. Ai đã trải qua hôn nhân mới hiểu, hôn nhân không phải lúc nào cũng khoác lên người chiếc áo màu hồng, có lúc xám xịt, nhưng cùng nhau cố gắng, không chỉ vì hai nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình của những ngày mới yêu nữa, mà còn lôi kéo thêm hai nhân vật hơn cả chính, chỉ mới xuất hiện ở những tập sau. Cũng trong năm 2017, loạt ảnh Bình Minh kề má ngồi chung xe hơi với Trương Quỳnh Anh bị leak khắp các diễn đàn. Nhiều người cho rằng cặp đôi cố tình mượn tình cảm để PR bộ phim Thề Không Gục Ngã. Tuy nhiên, với tư cách là người đảm nhận sản xuất, đạo diễn Cao Minh khẳng định những phân cảnh này không có trong bộ phim của mình. Ngoài ra, vị đạo diễn này còn cho biết phim không có nhiều cảnh tình tứ giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Cùng thời điểm này, netizen tiếp tục xôn xao bức ảnh Bình Minh và chồng cũ Trương Quỳnh Anh từng xảy ra xô xát trên thảm đỏ đêm khai mạc liên hoan phim Việt Nam tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 11. Là những người trong cuộc, phía Bình Minh khẳng định đó chỉ là hình ảnh hậu trường trong bộ phim cả hai từng hợp tác. Anh Thơ, vợ của nam diễn viên, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối với ông xã. Tôi nghĩ những bức ảnh đó có thể chỉ liên quan tới công việc đóng phim của anh Minh. Thị phi trong giới showbiz không có gì lạ. Gia đình tôi vẫn bình thường, không có chuyện gì cả. Sáng nay anh Minh chở con đi học, còn chụp hình gửi cho tôi xem. Hiện tôi rất bận nên không quan tâm tới những tin đồn kiểu này. Trong bài phỏng vấn không lâu, doanh nhân Anh Thơ cũng chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân. Cô bày tỏ, dù bận rộn với công việc làm ăn nhưng rất quan tâm đến sức khỏe, bữa ăn cho chồng. Đặc biệt cả hai luôn có sự tin tưởng, hiểu tâm lý cho ngành nghề công việc của nhau. Tôi nể và yêu vợ bởi cô ấy là người phụ nữ rất giàu có về mặt tình cảm. Anh Thơ không làm việc trong ngành giải trí nhưng lại rất thấu hiểu những khó khăn của người trong nghề. Cô ấy biết thông cảm và chia sẻ với chồng những khó khăn vất vả của công việc. Hiểu giờ làm việc thất thường của nghệ sĩ nên không bao giờ ghen tuông vô lý, Bình Minh tâm sự. Qua nhiều fan sóng gió, Anh Thơ luôn tỏ ra mình là người phụ nữ có học, nắm rõ tâm lý và quyết tâm bảo vệ tổ ấm gia đình. Không riêng gì cô mà cả Bình Minh cũng thống nhất cách chung sống, ứng xử theo nguyên tắc dẹp bỏ cái tôi cá nhân.